Xin chào các bạn, hôm nay mình xin đến một trận cấp nhiều cấp 99 gặp cấp 24. Cấp 24 để bài trước. Một điểm cho cấp 24. Hình bi này cũng rất là khó ăn đấy. Nếu uống dày á thì nó sẽ dư. Chỉ còn cách ăn rùa thôi. Bún này á, thì bún vừa canh được lực không để phê thì trúng. Quan trọng là bạn có để có canh hay tốt hay không. Không rất là khó, không có gì. Cái bún mạnh có thể ăn được nhưng mà đã. Rồi tiếp theo mình sẽ đến một cái ăn bi. Không biết có đá hay không ta. Ui. Mình sẽ dư ai người nó lại thiếu một chút xíu thôi. Nhưng để lại một hình bi cho đồ bàn rất là khó. Hình bi này chỉ có bánh số về, số lùi. Bánh đỏ số lùi. Canh rất là chuẩn. Theo mình thì bún mép và phê nhẹ nhàng. Mà này phê quá nhiều. Nó phê nhiều quá. Không được. Đây. Rồi để lại mình hình bi. Hình bi này cũng số lùi dễ đúng hơn. Hoặc là tôi băng về. Cứ băng về thì đánh thiếu để ăn bằng dư. Mình sẽ đánh mạnh và dày hơn chút. Mạnh và dày hơn chút. Đù quá. Không qua. Vẫn còn mỏng. Dày hơn xíu nữa là nó mới trúng. Nhưng lại để cho đồ bạn một hình bi cũng khá là khó. Bữa này thì chỉ có chút cấp xì nhô thôi. Hình bi này chỉ cấp xì nhô thôi. Cho đồ bạn cấp như thế nào. Dày, hơi bị dày. Nếu mà cấp mỏng thì nó cũng sẽ bị giá. Trong bia ba băng Caron ba băng game này thì nó giống hệt như bia ngoài thôi. Ây giời ơi, chặt rồi. Ủa tại sao đánh mình biết chặt sao còn đánh ta. Nếu cái đoạn này thì muốn dày hơn xíu thế là trúng. Cấp xì nhô, nếu cấp xì nhô thì không đá thì mới trúng, còn rất là dễ đá. Ui mỏng quá, hơi mỏng nên hơi dư. Bi này là bi cơ bản nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Để trái đây đây mình sẽ rút gì? Rút gì sẽ dễ bị giá không? Rút gì rất dễ bị giá. Nên không để phê.
nghe nha, thích thật luôn. 2 điểm. Ôi rồi cái gì vậy? Bên phía đội bạn bị mất kết nối hay là đội bạn bị thoát ra nên game xử lý mình thắng. Cũng không hấp dẫn lắm. Thôi nhìn. Nhìn đồ chơi.